cano nhỏ cho anh, cano 4 người chở anh đi ra 1 tiếng đồng hồ cho anh tắm, anh làm gì đó là quyền của anh, rồi trở về lấy mẹ cho. Rồi về đây rồi em tắm nước ngọt này kia thứ ok đúng không? Đúng, ok. Rồi, rồi. À, nhưng mà có cái cano nào an toàn với lại có cái mui cao cao để em nhảy xuống. Đó, đó. Cho các bạn, mình đang cầm iPhone XS thì hôm nay mình sẽ mang cái iPhone đi thử dưới biển, dưới hồ bơi và những cái môi trường sống khác nhau xem là cái khả năng kháng nước của nó có tốt không. Thì hiện tại mình đang ở bãi biển ở Vĩnh Hy, Phan Rang. Mình đã đi từ tối hôm qua, mình sáng nay mình mới tới. Thì bây giờ đầu tiên là mình rất là muốn nhảy xuống biển với cái iPhone này xem như thế nào. Cũng lặn xuống thử, lặn xuống thử, độ sâu cho nó vô không? Được chưa? Từ từ, lướt cái okay. Nhảy ha, nhảy ha. Rồi. 1, 2, 3. Rồi chắc có điện thoại nào. Rồi đưa đi. Ok, vẫn bình thường thôi, vấn đề gì hết thì có đơn giản mà. Chưa đâu. Anh phải lặn cái độ sâu của nó, cái lực ép á. Ok. Đây. Rồi. Rồi. Lấy cái rồi đưa đi nó lên nào, đưa chỉ lên đây, chỉ lên đây, giờ vẫn còn sống, đã không ạ? Ok. Mình đã nhảy lần thứ 3 và bây giờ bọn mình sẽ tìm cách chơi cái gì cho nó nặng hơn chút. Lần thứ mấy rồi anh? Anh nhảy lần thứ mấy rồi? Còn sức nhảy nữa không? Thôi thả nước đi. Rồi. Rồi bấm quay luôn, mở đèn luôn anh Hiệp. Thôi thôi giờ thôi. Rồi. Rồi đang quay rồi. Đúng nào. Ok, ngon lành. Rồi.
Mình có đeo một cái sợi dây vô như vậy để nó đảm bảo là cái điện thoại của mình đã không bị rớt xuống dưới nước. Và cảm ơn FPT Shop đã cho mình mượn cái iPhone này để thử nước cho anh em coi. Và anh em lưu ý rằng là tinhte.vn / iPhone XS là cái nơi mà chúng ta sẽ nói chuyện với nhau về tất cả những vấn đề về iPhone hay SIM, màn hình, tùm lum tà la chống nước gì đó. Ok, giờ mình phải chơi liền cái này mới đã. Mở camera và không sao chút xíu anh mượn kiến. À, mượn mất kiến đi ha. Và từ từ lại đây, đeo kiến đi. Kiến đi, đây kiến đi, cảm ơn em. Bây giờ mình sẽ đây mình đang quay video. Mình sẽ quay cái cảnh nhảy xuống. À, anh em xung quanh thì đang quay slow motion đó. Cái hành vi mình đặc biệt thì đi tập trung nha.